Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình làm một cái video cho các bạn xem. Các bạn đã thấy là mình có làm một cái video uống tóc. Mình có quay ở tiệm uống tóc các bạn ạ. Thì sau khi mà mình uống tóc về thì mình chạy về nhà các bạn. Và mình đã quay cho bạn xem về thành quả sau khi mình uống tóc xong. Thì đây là thành quả nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cũng khá là đẹp đúng không? Mình thấy khá là đẹp luôn. Đây mình sẽ tháo kính cho bạn xem. Đó. Và đây là bên bên phải nha các bạn. Này cũng hơi sát nè. Cắt hơi sát các bạn, đẩy hơi sát tóc. Đó. Thì cái tóc này thì mình có hỏi anh thợ thì anh nói là tóc của mình nó có nghĩa là qua ngày mai hãy gọi, tức là để một ngày là hãy gọi. Còn nếu gọi thì không được gọi xà bông và cũng không được gọi dầu gội đầu clear. Và cũng như là nếu có gọi thì mình sẽ gọi là gội đầu bằng nước thôi các bạn, nước bình thường thôi. Ok. Thì hôm nay thì là ngày 28 Tết các bạn ạ. Thì mình có đi làm buổi sáng rồi. Nói chung là hôm nay mình đã đi làm buổi sáng, sau đó thì mình được về sớm. Thì khoảng 3 giờ các bạn ạ. Nói chung hôm nay mình mới ăn tất niên xong. Thì ngày 28. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Thành phố Thủ Đức. Thì sau khi mà xong á, xong mình uống tóc xong xuôi rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị hành trình về quê các bạn ạ. Thì nói chung là đồ đạc mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chỉ cần sắp xếp một chút và chuẩn bị tinh thần để chúng ta về quê thôi. Thì trên đường mà mình có hay cái gì hay hay thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và mong các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp trong những cái video tiếp theo nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị về quê. Thì hồi nãy á, mình mới hớt tóc xong, cũng như là uống tóc xong nè các bạn. Thì mới đi làm về, sau đó uống tóc, hớt tóc. Và bộ đồ vẫn như cũ các bạn ha. Kiểu như mới đi làm về á, nên cũng hơi dơ tí thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị hành trình về quê. Đây mình sẽ quay cho bạn xem scissor nè. Đó là lúc mà mình hiện tại nha. Ok, thì đây là những cái đồ của mình các bạn ạ. Chuẩn bị về quê mà. Và đây chính là ba lô của mình các bạn ạ. Ba lô mình về quê. Này của em mình các bạn. Trùng hợp là cùng màu xanh luôn, xanh đen luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sửa soạn và chuẩn bị đi về quê các bạn. Chuyến hành trình của mình đi về quê sẽ là 300 mấy chục cây các bạn. Mình nghĩ là khoảng 330 cây. Nhà thì hiện tại hơi bừa bộn thôi. Nói chung là mình chuẩn bị về quê thì có gì hay hay mình sẽ quay lại cho bạn xem. Xe đạp thì mình sẽ để ở đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị về quê. Chúc các bạn một năm 2023 một năm vui vẻ, nhiều sức khỏe, may mắn, vạn sự như ý và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và bây giờ thì mình sẽ về quê. Bye bye. Các bạn hãy tiếp tục xem các video tiếp theo trên đường mình quay nha. Ok, mình đã chuẩn bị xong. Và đây chính là xì tay của mình nha các bạn. Cũng bình thường thôi. Đây là bộ tóc mới uống nha các bạn. Rồi đeo kính, găng tay, cũng như là áo khoác và áo thun, quần jean và có cái
cái túi đeo chéo các bạn, quay ngang như thế này đó. Đây để mình quay xa xa nhé bạn. Thì sau khi mình chuẩn bị xong khoảng nửa tiếng khá lâu nha các bạn, đó mình sẽ quay với bạn xem thử nha. Sau nửa tiếng thì mình đã chuẩn bị xong và bây giờ bắt đầu đi thôi. Mọi người nói chung mọi người cũng đang khá là chờ đợi mình luôn á. Đây nha bạn, xong rồi đây. Ok, xì tai chỉ là một đôi dép quay ngang và đơn giản như vậy thôi các bạn. Mình thấy đơn giản nhưng mà cũng không đơn giản được đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi nha. Hẹn gặp các bạn trong những đoạn video tiếp theo. Hiện tại thì mình từ bên Thủ Đức mình đi qua bên quận Bình Tân rồi các bạn. Thì tiếp theo sẽ là hành trình mình đi xe máy cùng với mẹ mình đi về thành phố Cà Mau các bạn nhé. Đây là quận Bình Tân, đường Tên Lửa các bạn nhé, nằm ở quận Bình Tân. Nói chung là hồi nãy đi hai mươi mấy cây các bạn, cũng khá là ê ẩm người luôn. Rồi không biết là đi 300 mấy chục cây như thế nào. Thì mình cũng đã từng trải nghiệm khoảng cách đi xa các bạn. Cảm giác cũng khá là mệt mỏi. Nhưng mà lần này mình khá là đầy năng lượng nên sẽ như thế nào thì mình chưa biết nha. Ok, nhất định mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ok mọi người, mình mới chạy được một đoạn. Bây giờ thì ghé lại ăn tô hủ tiếu các bạn. Hiện tại mình tới đoạn đường quốc lộ 1A. Này đoạn đường quốc lộ 1A nằm trên đường Bùi Thanh Khiêm. Bùi Thanh Khiêm quốc lộ 1A mới chạy được một đoạn thôi các bạn. Yeah.
hủ tiếu, một cái phanh, phanh giò. Dây sạc điện thoại đâu rồi? Thịt, vân vân. Ok, và tiếp theo thì mình đã chạy tới một cái địa điểm mới, đó chính là ở quán Phương Thảo các bạn, nằm ở ấp Hưng Điệp Thi, Châu Thành, Tiền Giang. Ok, mình đã tới Tiền Giang rồi và đã chạy được 69 cây. Quãng đường cũng tương đối rút ngắn rồi các bạn. Và bây giờ thì thưởng thức hai ly cà phê nhé. Đây, hai ly cà phê. Hiện tại thì xe hơi đông đúc, các bạn thấy không? Đó. Nói chung mà ngồi hồi nãy giờ thì cũng khá là ê luôn. Nhưng mà thôi, tiếp tục nghỉ ngơi và chuẩn bị sức để tiếp tục đi tiếp về thành phố Cà Mau các bạn nha. Đây là cầu Mỹ Thuận nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở chân cầu Mỹ Thuận, ở giữa cầu. Thì mình đang đi gần tới giữa cầu các bạn. Hồi nãy thì chưa tới giữa cầu đó. Nên chút nữa mới tới giữa cầu. Cầu Mỹ Thuận. Ở đây thì cũng có nhiều người đang nghỉ ngơi các bạn, chuẩn bị một hành trình dài khi mà đi quãng đường khá là xa. Có nhiều người cũng về quê ăn Tết trong năm nay lắm các bạn. Mọi người nói chung là sau 2 năm đại dịch thì mọi người không có đi về quê. Thì nay 2023 quý mão thì mọi người chuẩn bị về quê rất là nhiều. Nói chung là cũng lâu rồi các bạn, tôi cũng nhớ quê nữa. Mình tuy chỉ đi mấy tháng nhưng mà cảm giác cũng muốn về quê, về thăm gia đình cũng như là ông bà và cũng như là coi mô mà các bạn.
mọi người, hồi nãy thì mình đã ghé một quán phở để ăn và xong rồi chạy được một lúc thì mình ghé quán nước. Và bây giờ thì mình đang ở cây xăng dầu Quang Thái. Theo như trên bản đồ thì còn cỡ 82 cây nữa thì mình sẽ tới nhà nhé mà. Nói chung là giờ cũng khá là đuối. Đây, trước mặt các bạn thấy là có nguyên cây xăng luôn. Cây xăng này hình như là mở 24. Và ở đây có 2 ly phê sữa nóng các bạn. Và một cái phích. Cái phích khá là to luôn. Cái bình thủy rồi. Đây là phê sữa nóng và một cái bình thủy. Ok, thì quãng đường vẫn còn khá xa. Trên đường mình đã ghé nhiều rồi. Thôi thì tiếp tục hành trình để mình về với thành phố Cà Mau các bạn. Ok, bây giờ là 6 giờ sáng các bạn nha. Thì hiện tại thì mình với mẹ mình đã đi được một khoảng đường cũng tương đối các bạn. Thì nói chung là trên bản đồ thì để là 43 cây nữa sẽ tới nha bạn, tới thành phố Cà Mau. Nhưng mà theo như km ở trên đường thì là còn khoảng 30 mấy thôi các bạn. Đây, mình thấy ở đây có cái km nè. Mình sẽ lại gần cho các bạn xem thử. Cho các bạn xem thử nha. Km Cà Mau. Tại vì trên Google Maps thì để là 43 cây nữa các bạn. Còn ở trên này thì để là 32 km nữa thì sẽ tới. Hiện tại thì mình đang đi theo con đường Vãn Lộ Phụng Hiệp các bạn nha. Đây, đây là Cà Mau 32 km. Đây các bạn, quốc lộ BH km 76, quốc lộ BH Cà Mau 32 km nữa các bạn. Nói chung là hiện tại thì 6 giờ luôn rồi. Mình chạy hồi tối bây giờ các bạn. Hồi 7 giờ 21 phút. Mà bây giờ là 6 giờ 4 phút rồi các bạn. Nói chung là mình vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ. Thì tới tận bây giờ luôn. Nói chung là cũng xa lắm mọi người. 300 mấy mà chạy khá là uể oải luôn. Đây là cánh đồng quê nha bạn. Đằng kia là cây xăng. Và đây là những người mà kiểu cũng về quê luôn các bạn. Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và nhiều tỉnh khác. Nói chung là đang chạy về hướng, gần như là về hướng Cà Mau nha các bạn. Nói chung là gần tới rồi. Và chắc là đón mặt trời mọc luôn các bạn ơi. Yeah, có gì tiếp tục mình sẽ quay các bạn xem. Cứ có đoạn nào được ok thì mình sẽ quay cho bạn xem thôi. Everything changes. Ok các bạn, hiện tại là 7 giờ 15. Nói chung mình mới về quê các bạn ạ. Mình đã về tới Cà Mau rồi. Nói chung khá là vui các bạn. Quãng đường đi từ 7 giờ 21 tối tới 7 giờ 15 sáng, tức là đi 12 tiếng các bạn, 11 tiếng mấy. Nói chung gần 12 tiếng. Quãng đường khá là xa luôn. Và nói chung là rất là oải oải luôn. Nói chung hôm nay rất là mệt. Quãng đường xa. Và ngoài đường thì buổi tối lạnh lắm rồi. Kiểu như gió ập vô người á, lạnh lắm. Ok, vậy là video hành trình về quê của mình đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.